Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái video này là cái xe làm cách nào mà để check cái xe, cái alternator nó không chạc. Cái xe này là Toyota Highlander. Xe này của người bà con mình. 2008, máy nó là 3.5. Thì bây giờ mình let's do together check cái alternator nó chạc không chạc nha. Bây giờ mình vô mình start cái xe. Nổ máy mình coi cái vô tịch nó chạm bao nhiêu. Ok, sau khi mình nổ máy lên á là mình check cái vô meter á. Zoom gần lại cho quý vị và các bạn coi. Thì nó chỉ có 12 vô thôi. 12 vô mấy là nó không có chạm, nó yếu lắm, nó rất là yếu. Nó phải đúng ra là 13 vô trở lên, 13 vô trở lên là yếu rồi, 13 vô là ok. Còn 13 trở lên mới là chạm. Con này có 12 vô mấy là cái alternator nó chạm không good. Ok quý anh chị và các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mình làm tới đâu, mình hướng dẫn quý anh chị và các bạn tới đó, tại vì nó rất là nhiều chi tiết mình phải mở ra làm, mình cố gắng mình làm cái video này nó ngắn thôi. Ok, mình làm tới đâu thì mình bây giờ mình mở cái cọc bình bên mát ra bên kia ra để mình qua mở cái cọc bình bên mát bên đây nè. Ok quý anh chị và các bạn, cái alternator này nó rum nó nằm ở chỗ này nè. Thì bây giờ cái bộ phận này là mình giải quyết cho nó ra hết rồi, nó thoáng ở chỗ này nè. Ok, thì mình mở tới đâu thì mình sẽ làm đến đó. Thì bây giờ trước mắt là mình mở cái phần này ra cái chỗ này đi, tại vì nó rất là chật chội ngay chỗ này. Thì mình cố gắng mình làm cái nào được thì mình làm, mình chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Ok ok, bây giờ nó dướng ngay chỗ nào thì mình mở ra chỗ đó đó nè. Con ốc này nó nằm ngay chỗ này nè. Ok quý anh chị, bây giờ mình nghĩ là nó có hai cách mở. Một là mình đội cái máy lên, nhưng mà đội cái máy lên mình vẫn thấy còn khó. Ok, mình lấy nguyên cái condenser này, lấy cái dàn fan của cái radiator này ra, mở hết luôn thì mình mới lấy ra được nó dễ. Ok, bây giờ mình làm tới đâu mình chỉ hướng dẫn cho quý anh chị với các bạn tới đó. Mình mở cái này ra trước. Ok, nha quý anh chị các bạn, tại nó bằng plastic á, xịt dầu vô cho nó dễ ra thôi. Mình khải ra nó sẽ chạy cái khu lình này nó quay. Mình thấy đâu mình hứng ở dưới nha, lấy cái bắt kịch mình hứng ở dưới đó, nó chạy ra một tí vậy thôi. Rồi. Ra nè. Ok. Sao cái mình lấy nó ra. Ok, bây giờ nó có a lot of room. Look. Đây là cái alternator của nó nằm ngay chỗ này. Mình chỉ cho quý anh chị các bạn coi. Đây là cái alternator. Nhưng mà cũng không có dễ lấy đâu ra nha, nói vậy thôi, nhưng vẫn còn khó khăn. Ok, bây giờ mình sẽ ok quý anh chị và các bạn, mình là mình mở con beo ra, mình mua beo mới rồi. Anyway thì cái xe này quý anh chị nhìn cái diagram mình vẽ, thường thường quý anh chị không có diagram mình vẽ cái này cái chữ này, chữ WT là mình viết tắt cái water pump crank sensor, cái khu lì á, cái TT là tensioner, cái chữ AC là air conditioner á, còn cái này là alternator. Thì mình mát theo cái chiều này, lát mình gắn con beo vô chính xác, mình không có bị lộn xộn một cái. Nếu như quý anh chị ở nhà mà không có diagram thì giờ mình thay cái beo mới ấy này, quay mình cầm cái con này mình cắt á, lấy con dao mình cắt nó cho nó lẹ. Đây là mình cái công mà mình mở ra nó mất thời gian lắm. Đấy, so hai con beo mới luôn, đừng có sợ gì hết, con beo nó không có nhiều tiền, nó có mấy chục bạc thôi.
Ok, bây giờ nó có hai ngóc 14, bây giờ mình mở dùng cái chìa khóa socket 14 mình mở cái này ra. Một con. Ở dưới một con nữa. Hai con. Bây giờ sau khi mà mình mở cho nó nhẹ đó, mình lấy cái gear ren 14. Mình mở cho nó lẹ. Ok. How's this stupid alternator to make it? Okay, I stop right here. I'm gonna put a new one. Okay, quý anh chị và các bạn, bây giờ mình sẽ cho quý anh chị và các bạn coi lý do tại sao. Tại vì sao? Cái alternator này nó không có, nó chạc, nhưng mà cái clutch thì nó bị hư rồi. Nó clutch giống như là AC compressor nè, quý anh chị các bạn thấy không? Nó mu luôn nè, cho nên nó nôi. Còn cái thằng này nó clutch thế nào lúc? Quý vị thấy các bạn không, nó mu không? Ok, còn cái thằng này nè, nó mu luôn cái alternator luôn. Ok, là cái này nó hư nè, chứ không phải là cái alternator nó hư. Ok, so nó hư cái clutch. Anyway, thay cái mới anyway. Bây giờ mình bỏ cái alternator mới này vô. Ok, thì nó rất là khó, mình đang picky lắm. Cái scale alternator thì mình phải lừa thấy giống như này nè. Mình bỏ từ từ thôi. Sorry quý anh chị và các bạn, cái này nó hơi khó thì mình cái video này maybe nó dài thì mình cố gắng làm cho nó ngắn lại. Tôi này rồi. Ok. Giờ mình bỏ nó vô, mình bắt ốc lại thôi. Ok quý anh chị, sau khi mình bỏ cái ô tô này rồi xong rồi, bây giờ mình bắt ốc nó lại. Rất là khó cái ô tô này rồi này. So sorry quý anh chị và các bạn rất nhiều. Bây giờ mình bỏ ốc trên trước đi, rồi mình bỏ ốc dưới. Ok, ốc dưới ốc trên thì cũng được hết, lay nắp cái nào trước cũng được hết. Xong phần trên. Ok, xong phần này. Giờ mình bỏ. Ok, quý anh chị và các bạn, bây giờ mình bỏ cái ra đi này vô này, cái phần này vô nữa. Ok. Mình cũng làm từ từ mình bỏ vô. Bỏ từ từ vô. Lại đi. Nó phải lại nắp gì đó. Đây, bắt mấy ốc này vô. Chắc cái thanh dây điện dây nước bèo anh thanh tôi bỏ vô cái bèo, nhưng mà tại vì tôi cũng cho quý anh chị coi là lý do tại nó rất là khó. Ok, bây giờ xong mình gắn vô, mình nổ máy là mình double check là anything là done. Ok, nó còn cái thằng này nữa nè, thằng này nè, nó nằm ở đây. Thằng này là để nó hô, nó hô cái hút thôi. Bật cho luôn cái này quay có cái cây của cái chịu cái hút. Xong mình bỏ cái con này lại là xong. Cái con này mình bỏ lên nào quý chị, không cần phải show quý chị rồi. Ok, bây giờ mình ra mình bắt cái cục bình, mình cho nó nổ máy, mình coi thử. Ok, coi cái nó chặt bao nhiêu. Hello quý chị, sau khi mà mình thay cái ô tô này rồi xong rồi gì, là mình thấy cái ô tô này nó chặt là 14 chấm này không. Nãy mình nói là chặt phải 13, 14 chấm này. Mình coi cái gì, không quan tâm cần lại. Đó, nó phải là 14V, khi mà ô tô này nó chạc là phải 14V. Ok, bây giờ là mình đã hoàn thành cái ô tô này rồi.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn lại cái next video. See you next video. Ok, bye.